mấy bạn em, xong mấy thằng bạn em không hiểu, kêu ừ rồi, mày nhìn rồi ất in on tiếp mùa hè. Cái bài này khoan chưa? Rồi. Ất nè. Xin lỗi, nè, hôm qua hết giờ nè. Cái này on nè và cái này in nè. Và khoan đây. Rồi, mùa hè là gì? In nè. Hôm qua do tư vấn ở trên lớp học thêm nè cô. Sai 11. À cái gì? Bạn đừng quên máy ảnh nè, đừng quên máy chụp ảnh cái ghi được thủ đô để xong mất được điểm rồi. Kép bài cho cô. Nhá. Thứ 6 là sẽ on cho cô. Buổi tối là sẽ in cho cô, in the evening. Mùi cũng thật đi. Bật được. In spring. Rồi, ngày 6, ngày gì? Ngày 16 tháng 5 là sẽ on, có ngày có tháng sẽ on. Thời gian là sẽ ất. 6:30 là sẽ ất. Và buổi tối là sẽ in. Mùa đông là sẽ in. Tháng 6 là trời June. Ban đêm là sẽ ất. Gì nhạc vậy? Rồi, ghi đi. Thì dễ ỏm gì đâu. Juni là in nữa cô. June là tháng 6. Tháng sẽ in rồi. Bật cái quẹt ra, em muốn đột quỷ bây giờ đột quỷ tuổi trẻ nhiều lắm nhá. Sao ngày xưa đột quỷ là già chỉ có già đúng không cô? Bây giờ 18 tuổi nó cũng đột quỷ. Nguyên nhân bị đột quỷ là do máu đông đúng không cô? Biết rồi, được chưa? Có bài dưới. Ủa, at night, ban đêm at night. Nhìn cái mắt bút thì thèm quá. Rồi qua bài này con. Sinh nhật của tôi là vào ngày 30 tháng 7, ngày tháng sẽ on. Được chưa? Năm ngoái tôi đã có một ngày rất là tuyệt vời, tôi thức dậy lúc 8 giờ là xài gì? 8 giờ là sẽ up. Buổi sáng là in the morning. Bà kêu làm tới câu 4 ấy thôi, nhưng làm hết câu 5 thôi nha cô. In the morning và dọn nhà cửa, sau đó vào buổi chiều là in the afternoon. Tôi đi vào trong thị trấn với bạn của tôi để mua đồ ăn cho bữa tiệc. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ là sẽ up. In the evening nha, và không có dừng lại cho tới khuya, at night. On the, tức là ngày 31 tháng 7 là ngày tháng sẽ on. Tôi rất là mệt mỏi, vì vậy tôi đi ngủ sớm và buổi tối in tiếp. Rồi xong. Xuống, cái này làm gì? Chọn đúng giới từ, mân đây của phần rồi. Làm hết câu 5 rồi cô. Bình thường là dạng cái làm đi. Thứ là sẽ on, khoan vô. Mùa câu 2, mùa là sẽ in. Câu 3, in the afternoon. Đâu? Câu 3, in. Câu 4 là 7 giờ là sẽ up. Đâu cô? Câu 3 là in. Ủa? Câu 4 là ất. Câu 5 mùa xuân là sài in. Rồi. Midnight là sài ất. Rồi. Ngày 16 có ngày có tháng là on. Buổi tối là sài in. In the evening. Giáng sinh là sài on. Rồi buổi trưa là at noon. Năm là sài in. Mùa đông là sài in. Friday là sài on. Lễ tạ ơn. Lễ phục sinh. Ất Christmas, Ất Christmas. Ừ, cái nào? Đâu, à cái gì rồi. Sắp ở đây là sẽ on. Xong, quá dễ luôn. Khó. Chữ mày dưới. Rồi, gạch chân. Chọn cái mà gạch. Rồi, bây giờ cái gì sai ta? Cô ấy đã gặp một người bạn cũ ở bữa tiệc là con sẽ on hay là Ất nhỉ? Ất ở dinner party. In. Cái này chuyển thành in cho cô, con nào? Đâu. Đây, bài dưới ất này sửa thành in. Rồi có một cái đèn, một cái gì? Có một cái tắc đường trên đường đi vào đao sao. Vậy là đe y chứ không phải đe a. Số ít mà. Rồi tiếp theo, buổi chiều là say gì? In the afternoon. Câu số 4, chúng tôi có một cái gì trên trần nhà, trong mỗi, bên trong mỗi phòng học. Bên trong mỗi phòng học. Trên trần nhà, bên trên trần nhà, on the ceiling, we have a smoke, một cái báo khói á, cái báo cháy á, gì sai nhỉ? Nè, we have là, lớp học là in, we have a smoke detector on the ceiling in each classroom. À, mỗi phòng là phải số ít rồi, classroom là số nhiều sai, bỏ sơ đi. Classroom, không sợ. Câu số 5, she doesn't know, làm sao có she don't know được. Ok, cái này phải là chúng có số ít đấy. Rồi, tiếp theo. Trường học ở Mỹ. Các trường học ở Mỹ thì đóng cửa vào ngày lễ. Ngày lễ tạ ơn, có từ đây này có phải say on. Con nào, chuyển on, Thanksgiving day, chuyển thành on. C. Rồi, câu 7 này. Tôi có thể tìm ra, tìm hiểu về trường học ở trong quá khứ bằng cách
nhìn vào lúc ất rồi, ok chưa? Rồi xuống mày bên này, sang mày bên này. Ui. Tôi đã nghe thấy một cái bước chân rất nặng nề trên cái bậc thang khi mà tôi đóng cửa gấp sách của tôi vào lúc 9:30 tên. Quá khứ, Cờ lâu y đi. Rồi học sinh rất là thích cắm trại ở trên núi là sẽ in, phải on in the mountain nha. Rồi ở một vài thành phố thì mọi người không cảm thấy an toàn khi mà họ đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Ở đây say, không phải say tim mà say thôi, tính từ thôi. Ok chưa? Okay. Xong. Rồi xong bài dưới cô đọc con đánh số mà viết này, mà viết luôn đi. Thích đánh số thì đánh. Đánh số luôn. Kệ bà cô bà nói đọc gì đi. Đối phó vậy. My cousin. À cái này là hoàn thành câu, không phải đánh thêm từ vô. My cousin. My cousin. Good life. Good life. To go to the beach for a picnic. Đâu cô? Đấy, mày thêm từ này vô thôi. Thêm từ chu go chu the beat. Go to. À, thêm chu vào và hai chữ chu kẹp đằng bên ngoài thằng go. Rồi, giống như bánh Oreo. You gì? You will, bạn sẽ cần chu take. Summer clothes. Bạn cần phải có quần áo mùa hè bởi vì trời rất nóng. Because it, thêm y vào, hot. Đâu, it too y rồi hả cô? It y hot nè. Ở đây thêm chu này, ở đây thêm y này, ok chưa? Bạn chơi nhạc cụ khi bạn đi học trung học không? Đó là câu nghi vấn này. Vậy là quá khứ này, là did you play any musical instrument nhá, when you were in a high school. Đấy, did you play any musical instrument when you were in a high school? In gì cô? In a high school, trong một ngôi trường trung học phổ thông. Rồi đe gì, số nhiều là đe a, thêm a vào. Chia ra A, there are different category of book in the library. Thêm cái gì, thêm cho đi. Có rất nhiều loại sách trong thư viện. A này, sửa thành A, cái này A chưa? Đấy, A, động từ to be chia là A. Và đây thêm in vào. On the left, bên trái, left ở bên trái, up the playground, bên trái playground thì sao? Bên trái cái sân chơi là nhá, the computer room, xong chưa? Biết không chưa? Chưa, câu 5 cô. Câu 5 hả? Đấy, xin đứa sai rồi đấy không cô? On the left of the playground. Y thôi, chứ thành Y. Y rồi, hết chưa cô? Cô ấy có một cái liên lạc, mạng lưới liên lạc rất là rộng và bạn cùng lớp. Gì đây? Và bạn cùng lớp. She has a large network of contacts and classmate as friend. Ủa không thêm gì hết đâu. Dạ thêm gì cả, thêm chia thành has thôi. Rồi The student gì? Usually run out of the classroom ngay khi chuông rung. As soon as the bell ring cancer. It ring cancer đó hả cô? Đúng rồi. As soon as the bell ring cancer. Em không có máy điện thoại đâu. Câu 8. Nên cho anh phá. Những người bạn cũ gặp và nói chuyện về những ngày đi học của họ ngày hôm qua, quá khứ rồi. The old friends met. Meet chuyển thành met. And talk to me about their school days.
yesterday đấy đó. Cái kia thêm ed vào thôi, cái này chuyển thành mét và cái này thêm ed xong rồi. Xong rồi ra phe đi cô. Hết rồi hả? Dạ. Ngắn lắm mai đợi.